OK, xin chào các anh chị. Hôm nay là một buổi rất là đặc biệt. Thứ nhất là chúng ta anh xin thay mặt cho những mời người mời các anh chị vào buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian. Tụi anh cũng chuẩn bị để mà ngày hôm nay cho các anh chị những cái thông tin bổ ích để các anh chị có một cái quyết định chăm sóc sức khỏe của mình. Mình tên là Nguyễn Thành An, hiện tại đang cư ngụ ở Atlanta, Georgia. Và trước khi mình bắt đầu thì hôm nay anh rất là hân hạnh để mà giới thiệu với các anh chị những nhân vật rất là quan trọng. Và hôm nay tới để mà chia sẻ với các anh chị những kiến thức rất quan trọng để chúng ta mỗi người có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình. Nên là muốn mời những người khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay tự giới thiệu mình. Dạ, mời anh Vũ đi trước. Chào chào các bạn, tôi là Lê Vũ, tôi chuyên môn về nội thương, tôi hành nghề trên 26 năm và bây giờ thì mình focus phần đông là về weight loss, về body contouring và sắc đẹp về da. Mình rất là hứng thú về cái cơ hội Nu Skin và rất là cái product của mình rất là tốt. OK, thank you Dr. Vũ. Dạ, kế tiếp mời chị, chúng ta đi theo thứ tự để giới thiệu tên và nghề của mình. Mời chị Denise. Tôi là bác kính chào tất cả các anh chị, chào bác sĩ Vũ, chào anh em, chào cô Hana, chào bác sĩ Tứ và tất cả các anh chị trong Facebook Live. Tôi chuyên về nội thương, người già và cũng chuyên thêm một ngành gọi là Hospice và Palliative Care Medicine và cũng rất được hân hạnh lên chia sẻ với tất cả quý các bạn anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Very good. Rồi mời bác sĩ Tú luôn. Thì tôi tên là Trần Anh Tú, bác sĩ chuyên môn về nội thương, chuyên khoa về ruột gan. Thì mình cũng đã làm cũng hơn 20 năm rồi. Thì mình cố gắng gọi là đang tìm hiểu thêm và cách nào để giúp cho bệnh nhân thêm về phòng ngừa bệnh tật. Cho nên là mình vô được những skin để tìm được một cái cơ hội và có một nhiều sản phẩm rất là tốt cho bệnh nhân của mình. Cho nên là rất là hân hạnh có mặt ở đây chia sẻ với anh chị em và trong Facebook Live ngày hôm nay. Good. Và cuối cùng là mời khoa học gia Hannah Trần. Vâng, xin chào ba vị bác sĩ và anh Nguyễn và tất cả các vị có mặt trên con Facebook Live hiện nay. Tên mình là Hannah Ái Thanh Trần, có kinh nghiệm và 32 năm phục vụ khoa học xét nghiệm và giám đốc, đã làm Nu Skin toàn thời gian 4 năm nay. OK, very good. Và hôm nay thì bản thân An chỉ là một doanh nhân bình thường, nhưng mà hôm nay trách nhiệm của mình rất là quan trọng, đó là facilitate, tức là mình là một người trung gian đặt những câu hỏi để giúp chúng ta hiểu biết thêm, và cho bản thân An cũng vậy, để mình có thể hiểu biết thêm về sức khỏe. Tại vì tuổi thì hình như càng ngày càng lớn mà sức khỏe nó càng ngày càng xuống, thì cái việc mà chăm sóc sức khỏe đó là một trong những cái mối quan tâm hàng đầu. Người ta nói là giữa vàng và sức khỏe thì là sức khỏe nó quan trọng nhất, nhưng mà nhiều khi cũng quên mất là mình lo đi kiếm vàng mà quên chăm sóc sức khỏe. Nên là hôm nay là một cái buổi rất là thích hợp để chúng ta dành một ít thời gian để mà chăm sóc sức khỏe của mình. Vậy thì cũng rất là khó khăn để mà anh mời được những quý bác sĩ nè, rồi khoa học gia có mặt ngày hôm nay. Thành ra là em cũng xin thay mặt cho tất cả mọi người ở đây cảm ơn các anh các chị đã dành thời gian quý báu của mình. Hôm nay ở bên Mỹ là ngày Chủ nhật, và Chủ nhật thường thường là cái thời điểm dành cho gia đình. Rồi hôm nay khoa học gia họa Hana Trần thì đang ở Việt Nam, bắt đầu một tuần mới sáng sớm và cũng đã dành cái thời gian để vào chia sẻ với chúng ta. Nên là thôi, để chúng ta có thể bắt đầu, để mà chúng ta để cho các bác sĩ có thể nghỉ ngơi ngày mai đi mổ tiếp, đúng không? Thì cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nói rằng là tầm quan trọng của dược thảo. Thứ nhất là ngày hôm nay thì em muốn mời các bác sĩ và khoa học gia là tại vì nhiều khi đó mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là dược thảo là một cái gì đó liên quan tới đông y và mình nên tới đông y sĩ, nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta mời các bác sĩ là tại vì từ cái góc nhìn y khoa và từ những cái sự thay đổi của khoa học cũng giống như là y học thì nó có rất là nhiều cái sự thay đổi, đặc biệt là về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Vậy thì từ cái tầm nhìn đó thì cái dược thảo nó có cái vai trò gì đối với sức khỏe của mình, thì em mời bác sĩ Tú với bác sĩ Tennis có thể chia sẻ với anh chị chúng ta. Thì nói về dược thảo thì anh em mình cũng biết dược thảo là có nguồn gốc từ các nền văn hóa cổ đại, đúng không? Thì hầu hết là mọi quốc gia đều đều ai gọi là quốc gia nào cũng có dược thảo hết, như châu Á, châu Âu, Trung Đông, vân vân và vân vân.
Nhưng mà nói chung ấy, thì dược thảo thì bao gồm việc sử dụng thuốc của cây cối để giúp hỗ trợ và có thể nâng cao sức khỏe của chúng ta. Cho nên nếu mà nói về tầm quan trọng của dược thảo với sức khỏe thời bây giờ thì tôi tin rằng dược thảo luôn luôn bây giờ và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Giả sử như nếu mà anh chị nghĩ lại tới 2005 đi, thì như là mình có một cái bệnh cúm gà đại khái như vậy, thì hồi đó cái bệnh đó là mới ra mà rất có nhiều người, thì bên Mỹ này không có thuốc mà chữa, mình chỉ biết rằng là ok cho người ta nước biển, cho người ta thuốc dưỡng sinh này kia, nhưng mà không có thuốc nào có thể gọi là trị nó được. Còn bên Á Châu thì họ đã dùng dược thảo để giúp rất bao nhiêu bệnh nhân của người ta bên đó. Và đó là một cách là mình coi xem cái dược thảo nó vẫn còn sử dụng trên năm 2005. Còn nói về một cái ví dụ khác như là bên Phi Châu, nhất là về cái bệnh SIDA, HIV đó, thì hồi đó là không có cái thuốc nào mà trị được hết. Ai ai mà dính vào cái bệnh đó là biết rằng là cái số mình là sẽ đi rồi. Cho nên là bên Mỹ nghiên cứu biết bao nhiêu năm để tìm hiểu ra có một cái sản phẩm, có một cái thuốc nào để giúp được cái bệnh đó. Thì bên Phi Châu ấy, thì họ có một cái bông hoa, thì họ xài, họ đã sử dụng nó từ là hơn 10 năm nay rồi. Thì những người mà bị HIV là đều ăn uống không được, mất cân, cho nên là người ta tìm phải cách nào mà có thể giúp được cho bệnh nhân người ta. Cho nên là cái bông hoa đó người ta đã thí nghiệm và cho bệnh nhân người ta uống, mà uống xong mấy cái bông hoa đó thì người ta có thể ăn uống lại, bệnh nhân người ta ăn uống lại, mà người ta tin rằng là cái bông hoa đó có thể giảm bớt mấy cái vi khuẩn của cái HIV đó. Cho nên cái đó là 10 năm trước nhé. Thì bây giờ mình cứ nghĩ lại coi, bây giờ nếu mà nói mà cái dược thảo mà không có gọi là một cái quá khứ thì cũng không đúng nữa. Theo tôi nghĩ rằng đó là dược thảo lúc nào luôn luôn nó sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng mình. Tôi rất là đồng ý với lại bác sĩ Tú đã nói về cái đó. Cái nền y tế của bên bên Tây y đó là mình rất là mình tập trung vô tự coi những cái loại bệnh, làm cách nào mình làm bớt giảm bớt được cái triệu chứng của cái bệnh. Như là nếu mình cao máu thì mình uống thuốc thì áp huyết nó sẽ sốc, nhưng mà khi mình dừng thuốc cao máu nó vẫn lên lại, tại vì chỉ có phải chữa cái căn gốc của cái bệnh nhưng mà mình chữa cái triệu chứng. Tiểu đường cũng như vậy và tất cả những bệnh khác. Cái dược thảo đó rất là nhiều người không có gọi là nói là dược thảo thì nó ô cái đó không có, nó không có một cái cuộc thí nghiệm gì hết, nhưng mà thật sự nếu mình nghĩ một cách chín chắn hơn á thì mình nghĩ là dược thảo nó được thí nghiệm rất lâu chứ, và có nhiều cái dược thảo mình có thể dùng 3.000 5.000 năm và bây giờ nó vẫn còn dùng. Tức là thí dụ phụ hay suy nghĩ đó, mình nói nếu mà mình ăn một cái món ăn gì nó không có ngon đó thì mình có đưa cho con mình ăn không, mà con mình nó ăn nó thấy nó không ngon nó có đưa cho con nó ăn không, thì qua bao nhiêu ngàn năm mà nó vẫn còn tồn tại, tức là cái món ăn nó ngon. Thì tất cả những cái dược thảo cũng vậy, cái dược thảo về về nhức đầu hay là những gì là nhất là sâm, họ xài 5.000 năm rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn còn xài, sâm vẫn còn thông dụng để mà chữa bệnh. Và rất có hồi được sẽ nói về sâm sâu sắc hơn, nhưng mà mình thấy là nó vẫn còn thông dụng ngày hôm nay, và trong những cái sản phẩm mình thấy vẫn khoa học bây giờ càng ngày càng 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 khám phá ra những cái công dụng của những cái dược thảo đã được có 5.000 năm. Thì đối vũ lại đó là cái thí nghiệm qua 5.000 năm, nhưng mà thí nghiệm 5 năm 10 năm là đã FDA approved. Cảm ơn bác sĩ Vũ. Em vừa rồi nghe nghe bác sĩ Tú nói rằng là ở Trung Đông người ta cũng xài dược thảo. Em hôm nay đang học, em không biết là các anh chị em đang lắng nghe thì học được cái gì đấy. Em đang học thú vị nè. Anh biết không, hồi xưa giờ em cứ nghĩ dược thảo nó chỉ nằm ở Trung Quốc và châu Á thôi. Em đâu biết là Trung Đông cũng sử dụng dược thảo đâu. Bây giờ cúm gà này, sida này cũng sử dụng dược thảo đúng không? Bác sĩ Tennis có muốn bổ sung thêm gì về cái tầm quan trọng của dược thảo trên sức khỏe của con người không? Tôi đồng ý với lại bác sĩ Tú và bác sĩ Vũ. Trong kinh nghiệm của tôi trong bao nhiêu năm qua thì tôi được biết là có rất là nhiều người xài thuốc dược thảo, mà thật sự ra không phải là chỉ có ở Á Châu không. Trung Đông thì nhiều khi người ta xài các loại rau hoặc là mình gọi là home remedies á,
thì cái đó cũng là một những cái cách mà người ta trị bệnh, giống như tất cả celebrity tại Mỹ bây giờ họ cũng hướng về xài về dược thảo nhiều hơn, và họ cũng có dược thảo từ bên châu Âu nữa, gọi là homeopathic medication đó nè. Đã đi chuyên học và chuyên thêm ở tại Beverly Hills rồi cho nên được biết. Thì nhiều loại dược thảo khác nhau, nhưng mà có loại dược thảo có thể giúp đỡ khi mà mình bị bệnh, hoặc là mình bị những triệu chứng này, triệu chứng kia thôi. Nhưng mà nếu mà nói trị bệnh không thì không có, tức là mình chỉ giúp đỡ khi mà mình bị rồi. Còn như chúng tôi được biết đó là mình muốn xài dược thảo khi mà mình chưa có bệnh, để mà mình ngăn một người bệnh khác. Còn cái người mà họ xài dược thảo khi mà họ bị bệnh rồi thì lại khác nữa. Thì như trong ngành bác sĩ chúng tôi thì thật sự ra đó là có rất là nhiều người họ không có open mind, tức là không có willing để mà học hỏi thêm. Thì họ nghe thấy chữ dược thảo thì họ sợ, nhưng mà thật sự càng học hỏi thêm á, thì chúng tôi được biết lại càng thấy hứng thú, vui hơn. Và bởi vì sao? Bởi vì cái phản ứng phụ nó rất là ít, và cho dù có bị đi chăng nữa cũng không có đáng lo, giống như là mình không có sợ giống như các loại toa thuốc mà chúng tôi biết. Cho nên trong vòng mười mấy năm vừa qua, ở nước Mỹ có một cái ngành medicine người ta gọi là alternative medicine, tức là cái ngành này là cho những ai mà muốn học hỏi thêm, hiểu biết thêm về dược thảo, để mà mình biết được mà mình chỉ dẫn cho bệnh nhân, chứ không phải là mình vô một trong văn phòng bác sĩ mà ai người ta cũng biết đâu. Cho nên nhiều khi tất cả những người mà bệnh nhân mà họ có xài supplement hoặc xài dược thảo, mà khi mà họ vô văn phòng bác sĩ, mà khi mà người đó người ta không biết, người ta sẽ nói là ô không tốt, hoặc là cái này cái kia. Nhưng mà đối với chúng tôi, nếu mà mình cố gắng, mình chịu khó, mình học hỏi, mình vẫn có thể giúp đỡ được bệnh nhân. Cái đó là một điều tốt cho mọi người chúng ta. Đây là những cái thông tin khá bổ ích, tại vì nhiều khi như tụi em á, tụi em không phải là chuyên ngành, tụi em không có biết. Mình cứ nghĩ là bác sĩ thì cái gì nó cũng biết cả. Nếu như nhưng mà em thấy rằng là anh chỉ làm về nội khoa, có những người làm về ngoại khoa, có những người chỉ chuyên về mắt, có những người chỉ chuyên về tay thôi, có những người chỉ chuyên về chân, và họ chỉ có tập trung vào những cái đó thôi. Thì nhiều khi ở những người như tụi em ở ngoài này cứ ngộ nhận rằng là học y khoa ra thôi, cái gì liên quan về bệnh cũng biết cả. Nhưng mà rõ ràng là y khoa Đông y rồi Tây y rồi bây giờ nghe thấy là hình như Trung y nữa, phải không? Trung Đông đấy, là nó có rất là nhiều cái mảng khác nhau. Thì đây cũng là những cái kiến thức bổ ích để chúng ta ý thức được là có nhiều cái khía cạnh về sức khỏe, và nghe về Đông y rồi Trung y rồi Tây y vân vân, nó có rất là nhiều cái loại khác nhau. Và em cảm ơn bác sĩ Tú với bác sĩ Tân Y đã nói về cái tầm quan trọng của dược thảo. Theo cái tầm nhìn của bác sĩ Tú với bác sĩ Tân Y đó, là dược thảo trong thời gian tới nó sẽ tiếp tục đóng vai trò nào trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe? Nó đóng vai trò rất là quan trọng, bởi vì bây giờ càng ngày như bác sĩ Tennis có nói là bây giờ nhiều người hướng về xài một là sản phẩm, hai là những gì mà không có phản ứng phụ. Bởi vì mình cũng biết lúc đây bây giờ nếu mà mình ghi xuống một cái thuốc nào đó, mình giúp cho bao tử, đại khái vì chuyên môn về bao tử đi, uống cho về bao tử, nhưng mà nó sẽ nảy nở ra một cái bệnh khác. Cho nên là bây giờ là một cái bệnh mà mình đang lo bây giờ về bao tử, mà tự nhiên đang nảy ra là cái bệnh bị xương, đại khái như vậy. Cho nên là bà con không có chấp nhận như vậy được. Cho nên là càng nhiều phản ứng phụ của mấy cái thuốc tây bao nhiêu thì người ta càng hướng về dược thảo bấy nhiêu. Cho nên là bây giờ mà sau này, và bây giờ biết bao nhiêu người, và biết bao nhiêu company đang nghiên cứu về những cái gì mà về theo gene nữa, cho nên là mấy cái đó nó bù vô hết, là những cái gì mà phản và là giúp cho cơ thể mình mà ít cái phản ứng phụ, thì người ta sẽ hướng về cái con đường đó. Cho nên là theo mình nghĩ là dược thảo không có đi đâu hết, nó càng tiếp theo, nó càng tiến tới mà rất là mạnh. Hồi xưa ông bà mình dạy câu là đói ăn rau, đau uống thuốc. Em nghĩ chắc bây giờ đói ăn rau, đau uống rau luôn cho rồi, cho nó chắc ăn đúng không? Ok, em cảm ơn bác sĩ Tú, bác sĩ Tân Y rất là nhiều. Với cái thời gian của chúng ta thì ngày hôm nay thì em muốn đi về cái phần kế tiếp, để cho mọi người nắm bắt một vài cái điều căn bản. Chắc chắn là trong thời gian tới, với cái sự hỗ trợ của các bác sĩ và khoa học gia Hannah Trần, thì mình có thể hướng dẫn cho nhiều người thêm, đặc biệt là người Việt của chúng ta, thêm kiến thức, đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe, tại vì sức khỏe là vàng. Thì em muốn hỏi một vài câu hỏi bổ sung kế tiếp, vài câu hỏi kế tiếp là dược thảo thì có trăm, có ngàn loại, và rõ ràng là bây giờ khắp thế giới đang sử dụng dược thảo.
Ngày hôm nay thì em muốn tập trung và nói về ba cái loại dược thảo mà em thấy rằng là có cái nó liên quan tới cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là đông trùng hạ thảo, sâm và chiết xuất trái lựu. Vậy thì ngày hôm nay em có thể hỏi các bác sĩ với lại chị khoa học gia Hana Trần, đó là ba cái nguyên liệu này, ba cái dược thảo này nó đóng góp cái vai trò gì về cái vấn đề liên quan tới sức khỏe? Có thể. Xin chào, vâng, xin chào tất cả các quý vị ạ. Thì trong hơn 4 năm nay thì cô sắp sửa chia sẻ về cái sưu tầm từ nhiều tài liệu khác nhau của cô về chất đông trùng hạ thảo, hay là Cordyceps tiếng Anh nhé, trong cái bài phát review của mình. Ok, thì cái sưu tầm của cô có 25 cái ảnh ứng dụng hay là cái hỗ trợ cho cơ thể con người. Thì cô đọc theo cái danh sách nhé. Thì mà những cái gì mà cô viết xuống thì cái thứ nhất đó là đông trùng hạ thảo nó hỗ trợ cho những cái đường ống suy phổi như là ho nhiều, khan tiếng, tăng cường dịch tiết trong khí khí quản và trừ đờm á. Cái thứ hai đó là chống lại những tác dụng xấu của các loại thuốc tây mà đối với thận, và cái số ba là tăng cường tác dụng của nội tiết tố của tuyến thượng thận. Rồi cái số bốn là bảo vệ thận trong trường hợp tổn thương do thiếu máu. Cái số năm mình đi là chống lại sự suy thoái của thận và xúc tiến việc tái sinh và phục hồi các tế bào của thận. Và điều thứ sáu đó là làm hạ huyết áp của những người cao huyết áp. Thứ bảy, chống lại hiện tượng thiếu máu trong cơ tim. Thứ tám là giữ lại ổn định nhịp đập cơ tim, rất là tốt cho lưu nghỉ. Và thứ chín đó là có tác dụng cường dương và chống liệt dương. Số 10 là miễn dịch, tăng cường cái tính miễn dịch mà không đặc hiệu, tức là ức chế những cái sự phát sinh tự miễn dịch trong cơ thể của con người. Thì cái kế tiếp đó là tăng cường năng lực của tế bào, các tế bào miễn dịch. Và 13 là để nhiên làm chậm hóa lại cái hóa trình lão hóa của cơ thể. Và cái 15 đó là nâng cao năng lực chống ung thư của cơ thể, là huyết áp, rồi chống lại tình trạng thiếu oxy của cơ thể, rồi tại vì nó tăng cường các cái đáp ứng máu trong cơ thể qua cái trùng thảo qua tim, và nó làm tim đập chậm lại đi, nhưng mà nó làm giãn mạch ra, cho nên nó tăng cái lưu lượng máu qua tim một cách rõ rệt, và do nó tăng cường cái đáp ứng miễn dịch máu trong cơ thể. Và cái tiếp là nó hạn chế tác dụng có hại của tia gamma của mặt trời đối với cơ thể. Cái 19 đó quý vị là tăng cường các kiểm an thần và trấn tĩnh của tâm cho mình. Và cái 20 đó là tăng cường một chút nồng độ đường trong máu, hỗ trợ đường. Và cái 21 là dưới nhiên có hỗ trợ làm giảm cholesterol trong máu, tại vì nó giúp bơ sữa động mạch. Và cái 22 đó là tiến tác dụng của các nội tiết tố. Và cái 23 mà mình có đó là tăng cường chức năng của hòa và các chất dinh dưỡng. Và cái 24 là ức chế vi sinh vật có hại, kể cả vi khuẩn lao thì chống viêm, và cái 25 là cuối cùng là chống viêm và kháng viêm đối với mình. Rồi thì cái này là cái câu hỏi. Phía bên bên âm thanh của bên cô Hana hình như là có cái gì nó feedback, hình như có cái phone hay cái gì đang bật thì phải. 25 cái điều á, thì từ nãy giờ anh nghe anh nhớ có một cái số 9 nè, không biết là cái gì nhớ cái số 9 nói về cái gì không? Bây giờ thì nghe 25 cái nhớ có cái số 9, một lát cái gì nghe lại để biết cái số 9 nó liên quan tới cái gì nhá. À, số 9. Đó, cho bác sĩ Vũ kêu tới số 9 thấy không? Vậy là vậy là cái này là liên quan tới đông trùng hạ thảo. Chúng ta cũng nghe tới, có thể là chúng ta học về lịch sử có biết nghe tới vua Minh Mạng đó. Vua Minh Mạng hình như là có 100 hay là 1.000 bà vợ, hình như 1.000 bà vợ thì phải. Và vua Minh Mạng là vua mà nổi tiếng sử dụng đông trùng hạ thảo. Thì chắc là anh nghĩ chắc là ông ngửi cho vui thôi chứ ông không có làm gì hết, nhưng mà chắc nó cũng liên quan đến số 9 đây ha. Thì bây giờ là ngoài cái đông trùng hạ thảo ra, chúng ta có chiết xuất chất liệu nè, rồi chúng ta có sâm nữa đúng không? Vậy thì hai cái nguyên liệu sâm và chiết xuất chất liệu thì nó có cái tác dụng gì? Mời bác sĩ Vũ nói về sâm một chút, rồi bác sĩ Thanh chắc chia sẻ chúng ta về về chiết xuất chất liệu. Sâm thì nó thì ai cũng nghe biết sâm là phải, chắc ai cũng đã dùng sâm rồi, sâm nước rồi, sâm củ rồi, nấu nước rồi, đủ thứ hết. Bên bên Trung Quốc họ xài sâm, ở bên Trung Quốc nó kêu là Tenax Jensen. Rồi sâm của Mỹ nó có sâm đỏ, nó có nhiều loại sâm lắm. Thì cái loại sâm là thật sự là sâm tốt, cái đó là cái kiến thức rất công chức về biết rất là biết rõ. Nhưng mà công ty của mình đó, thì dùng cái loại sâm từ bên Á Đông, nó kêu là Tenax Jensen. Và trong cái sâm đó, thì mình dùng cái rễ của cái sâm, thì họ phân tích được bốn cái loại
chất mà nó làm trong sâm ra từ tất cả những loại sâm khác nhau thì nó có tên hết, và tất cả những cái loại tên của cái chất này nó bắt đầu từ chữ A hàng. Thì công ty của mình, nếu mà mình nhìn cái chai Vitality thì nó nói là RB1. Cái RB1 đó là cái root từ một cái loại sâm ở bên Trung Á Đông, tức là Next Jensen. Thì cái loại sâm này nó có rất là nhiều công dụng, rất là tuyệt vời. Và cái list nó rất là dài, thì mình không muốn đọc hết thì các bạn sẽ có. Chắc mình đọc mình cũng tự hỏa nhập ma, nhưng mà nhiều khi các bạn nghe hết cái list này chắc không có nhớ gì nhiều đâu, nhưng mà trong đó nó cũng bổ sung rất là nhiều. Ở trong những ba cái công dụng của cái Vitality, tức là một cái thảo bổ sung của công ty của mình chế ra đó, thì là cho mình có tăng sức này, làm cho mình có tăng sức về dục tính này, rồi có thể làm cho mình cái trí nhớ của mình nó sắc sảo hơn, và cái óc nó được đẹp hơn. Thì trong sâm thì nó có ba cái đó. Thì cái RB1 đó là một trong những cái nguyên chất của cái rễ sâm Next Jensen mà nó làm hết tất cả cái chuyện này. Thứ nhất đó là nó chống được cái oxy hóa của cơ thể. Tại vì khoa học gia đã khám phá ra là nó chống cái kêu là ROS, tức là oxygen particle của nó, tức là cái oxy hóa của ngoài đó. Thì cái này nó chống được cái đó. Cái thứ hai á, là cơ thể dùng Jensen thì nó tiết ra cái chất nó kêu là nitrous oxide. Thì bác sĩ trong nghề y khoa và nhất là về tim thì nó biết nitrous oxide rất là nhiều, nói nitrous oxide. Nhiều khi bác sĩ, nha sĩ thì cũng dùng nitrous oxide nữa để nó làm cho mình relax, để mình rồi nó có làm mạch máu mình nó nở ra tí xíu cho nó chống lại được. Rồi trong đó nó có cái chất RB1, nó cũng giúp cho mình tăng cường lên được cái độ trí nhớ và cái bộ óc nó làm việc tốt đẹp hơn. Đó là một cái rất là tuyệt vời. Và cái thứ tư đó mình rất là thích, đó là những cái người mà họ đang bị đau tim thì thường thường những cái mạch máu của mình nó dễ bị nghẽn mạch máu, cái platelet, tức là để coi tiểu huyết cầu, thì cái này nó cũng là những cái tiểu huyết cầu nó đừng có dính lại với nhau, thành ra nó làm cho mình đỡ bị đau tim. Đã bây giờ khoa học gia, bác sĩ họ đang rất nghiên cứu rất là nhiều về dùng cái sâm để mà ngừa những cái bệnh đau tim và đột ngột tim, mà hiện bây giờ ở nước Mỹ và toàn thế giới này bị rất là nhiều, thì cái rất là exciting. Ngoài ra đó, cái sâm nó cũng làm cho bớt viêm rất là nhiều thứ, nó làm bớt được thromboxane, prostatitis, tức là cái đó những cái tách của những từ rất là chuyên môn, nhưng mà đó là những cái mà nó làm trong cơ thể nó bị viêm, khi mà cơ thể mình viêm, cái hệ thống bị nhiễm mình nó làm việc quá nhiều đó, thì nó làm cho mình bị phản ứng với mọi chuyện, và nó làm cho mình làm cái hệ thống miễn nhiễm mình nó kiệt quệ luôn. Khi mà hệ thống miễn nhiễm nó kiệt quệ là mình sẽ bị bệnh, mình bị ung thư, mình bị đủ những bệnh khác. Thế nên khi mà người ta uống sâm nó cho mình rất là nhiều sức và ngăn ngừa được. Bây giờ có những cái study nó nói là ngăn ngừa được ung thư. Em đang nhận được một vài cái tin nhắn, đó là nghe không có rõ, thì không biết là tại sao. Em thì em nghe rõ, thành ra là các anh chị cũng yên chí như vậy này. Nếu mà các anh chị đang nghe trực tiếp mà không có rõ đó, thì sẽ có cái bản thâu lại. Ok. Tại cái số lượng người đang tham dự live á, nó bị drop, tức là họ nghe không có được. Bây giờ để mình chuyển qua một cái thì coi là nghe được hay không. Có thể tại giọng nam người ta nghe không được, giọng nữ người ta nghe được không chừng. Bác sĩ Tennis có thể nói thêm về cái công dụng của pomegranate extract, tức là cái trái lựu, chiết xuất trái lựu, thì không chừng để thử coi là bác sĩ nghe, bác sĩ nữ nghe rõ hơn là bác sĩ nam không nhé. Như chúng ta được biết, cái chất ở trong hột lựu á, có hột lựu là một trong những loại trái cây mà được gọi là tốt nhất trong những loại trái cây. Tại sao? Bởi vì nó có nhiều chất bổ, chất dinh dưỡng, và có nhiều chất giúp oxy hóa, gọi là antioxidant. Thì cái benefit của chất hột lựu rất là nhiều, nhưng mà trong nghiên cứu cho chúng ta được biết thì chỉ có 12 evidence-based cái quyền lợi của cái chất hột lựu được cho chúng ta biết, đó là giúp cho chúng ta
thêm được cái chất ngăn ngừa chất oxy hóa, đó là điều đầu tiên, và cũng có thể provide cho chúng ta được nhiều chất bổ, trong đó có chất fiber, tức là chất xơ, chất xơ, và có thêm provide chúng ta thêm nữa là protein, là chất đạm, và vitamin C, vitamin K, cũng như là folic acid và chất potassium. Thì như chúng ta được biết là cái hộp lượng chúng ta ăn thì nó tốt, nhưng mà chúng ta không nên ăn cái rễ, tức là cái root của cái lượng nhé. Thì mình có thể ăn sống hoặc là mình ăn soluble and juice, thì cái đó là cái phần quan trọng chúng ta nên biết. Thì thực sự nếu mà có đường đi chăng nữa cũng ít, không có đáng kể chúng ta phải lo. Nếu mà có calorie không cao lắm. Thì trong cái chất lượng nó có hai loại cây compounds để mà có cái chất tốt trong ngành thuốc mà chúng ta được biết, đó là chất gọi là prunic collagen và prunic acid. Thì cái prunic collagen nó có nhiều cái antioxidant thì cho nên rất là tốt, và cái prunic acid thì cái đó nó có nhiều là một loại của conjugated linoleic acid, cái này nó hơi về maraconthol nhiều, nhưng mà nói ngắn gọn lại đó là nó có nhiều benefit cho chúng ta. Yep, em đang test mấy cái bên này luôn. Ok, bây giờ đó thì em cũng muốn đi vào, thì em thì nghe chúng ta nghe nhau ok, chỉ có là bên kia họ nghe mình không có được rõ lắm thôi, nên là có nhiều lý do khác nhau, mình không lo, mình lo việc của mình. Bây giờ cái mà em muốn hỏi các bác sĩ và nhà khoa học giao Hannah Trần đó là, chúng ta biết là dược thảo càng ngày càng đóng cái vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, và đông trùng hạ thảo chiết xuất chất liệu rồi sâm, nó có những cái chức năng rất là đặc biệt để mà giúp về sức khỏe, về trí nhớ, về tim mạch, về về nhiều cái vấn đề khác nhau. Và công ty Nu Skin năm 2010 thì dùng một cái công nghệ gọi là age lock liên quan tới gen cái quá trình của biểu hiện của gen đó, thì người ta kết hợp ba cái nguyên liệu này để mà làm thành cái sản phẩm gọi là age lock vitality. Vậy thì các bác sĩ và khoa học gia Hana có thể nói thêm là mỗi người chúng ta có thể nói một chút về cái công dụng của vitality và tại sao chúng ta nên sử dụng sản phẩm đó. Mình thấy cái công nghệ vitality, cái combination, tức là họ tổng hợp lại ba cái chất này, nó làm việc với nhau, tức là chắc chắn là nó sẽ cho mình thêm sức khỏe, và theo cái research đã nói là nó tăng lên cái độ cái mitochondria, tức là một cái chất ở trong những cái tế bào mình, nó làm ra cái năng lực ATP để mà giúp mình có nhiều sức hơn, và khi mình lớn tuổi cái mitochondria nó làm việc càng ngày càng chậm, thì cái này nó giúp tăng cường cái đó lên. Thứ nhất. Thứ hai, nó cả sâm và cordyceps, tức là đông trùng hạ thảo, nó tăng được cái trí nhớ và cái đầu óc mình làm việc sáng suốt hơn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là trong sâm và trong cái đông trùng hạ thảo thì nó tăng cường được và nó chữa được bệnh liệt dương. Và nó tăng cường được cái sexual vitality của cơ thể mình. Đó là ba cái mà công ty nó nói for sure. Nhưng mà ngoài cái đó, có một cái công ty nó không có nói đó, nhưng mà cái kinh nghiệm chung của tất cả những người mà ăn dùng vitality thì họ bị bớt, họ được, không phải bị, họ được bớt đau nhức, và khớp xương của họ càng ngày nó càng đỡ đau, họ đau lưng, họ đỡ đau, họ nhức đầu kinh niên, họ bị đỡ đau. Là vì trong cả ba cái này nó đều có chống được oxy hóa, và nó làm giảm bớt cái độ viêm trong cơ thể. Ok, cảm ơn bác sĩ Vũ. Bác sĩ Tú và bác sĩ Thiên Y có thể bổ sung thêm cái công dụng của Aesop Vitality, và có thể qua cái nghiên cứu riêng của cá nhân hoặc là qua cái việc mà khách hàng sử dụng sản phẩm đó thì các bác sĩ thấy cái công dụng của nó như thế nào và tại sao chúng ta nên sử dụng sản phẩm đó? Thì theo Tú ấy, thì Tú đâm sâu về cái gene hơn. Thì trong cái nghệ thuật của Xbox này thì nó có khám phá ra, hay là nó đã nghiên cứu ra mấy cái gene về về vitality, là cái gene đó là như là cái gene số 52 thì phải. Thì trong cái gene đó thì nó trong một cái group gọi là youth gene cluster,
thì nữa là sao là người ta sẽ tìm ra mấy cái chất nào mà nó có thể hỗ trợ được mấy cái gene này, mấy cái biểu hiện của cái gene đó, nó sẽ gọi là sao, làm ngược lại từ lúc già trở lại lúc trẻ à, như vậy. Thì nó xài mấy cái công nghệ đó để nó ra một cái sản phẩm tốt như vậy. Thì theo mình xài thì theo bác sĩ Thiên Yên có giúp nhiều người đã xài qua mấy cái sản phẩm đó, thì để bác sĩ Thiên Yên nói thêm về những người đã xài rồi thì thay đổi như thế nào. Kinh nghiệm của tôi cho được biết đó là rất là nhiều người mà khi mà bắt đầu mà cho họ uống cái bài Caladi đó thì chuyện đầu tiên tôi hỏi họ là họ có bị cao máu hay không, hoặc là có bị máu thấp hay không, tại vì cái điều này là mình quan trọng và mình muốn cho họ hiểu là tại sao, bởi vì mình muốn họ phải monitor cái áp huyết của họ, bởi vì không phải ai uống họ bị áp huyết lên cao, phải ai uống xong một áp huyết họ bị thấp xuống, bởi vì một số người rất là lo lắng sợ là bởi vì trong đó có cái sâm, nhưng mà thực sự ra so far kinh nghiệm của tôi giúp cho rất là nhiều người thì chưa có thấy một người nào bị áp huyết cao tăng lên mà họ phải ngưng. Thì tùy theo chúng ta, nhưng mà theo như tôi được biết đó là một số người họ khuyên đó là nên uống một viên trước ngày đầu, bởi vì cái ngày đầu là cái ngày mà mình không biết cái cơ thể của mình nó có quen có hợp hay không, thì nếu ngày đầu của mình mà mình uống một viên mà mình thấy cái áp huyết nó lên thì mình có thể mình ngưng, mình không uống. Nhưng mà nếu mà mình uống rồi không biết cái gì thay đổi thì mình có thể mình uống liền 3 viên. Thì thực sự đối với tôi thì tôi aggressive hơn, và tại vì 3 viên mình có thấy kết quả nó giúp cho họ cảm thấy được khỏe hơn, trước khi họ đi bộ không được bây giờ họ có thể đi được liền sau 2 ngày. Và nhiều người, có người bị stroke và họ đi yếu, bây giờ họ đi được, họ chạy. Còn có người mà họ cảm thấy từ trước tới giờ họ làm việc giấy tờ mà họ không có focus, tức là không có chú tâm để mà lo lắng làm giấy tờ được, thì tự nhiên họ cảm thấy họ có một cái bộ óc tập tập trung và thấy làm việc được tốt hơn, ngoại trừ là họ đã có sức bên ngoài và cái trí óc của họ cũng tốt hơn. Và đây cũng cũng nói nghe cho một người, cũng có một người quen họ cũng có nói là khi mà họ mới uống bài thao đi xong thì thật sự khi mà họ 60 mấy tuổi uống được trong vòng 1 2 tuần họ có cảm giác là họ xuống còn có 40 mấy tuổi thôi. Và đặc biệt là chắc một số các anh quý nam trong đây đó là hiểu ý tôi nói như thế nào. Em không có hiểu lắm chị, em đang 40. Ý giờ ý anh nói là chạy bộ đó phải không anh? Mình số 9 á. liên quan tới số 9. Ok, à cái đó là mình phải em nghĩ là cái câu của bác sĩ Tú nói không thôi là 1 tháng 1 lần, bây giờ 1 tuần 2 lần, cái đó không phải là cháy hết đơn hàng rồi. Nó nguy hiểm quá. Ok, à, bây giờ khoa học gia Hana Trần có thể bổ sung thêm gì về công dụng của và Azac Vitality và tại sao chúng ta nên sử dụng cái đó? Về cái sản phẩm Azoth này đó, là qua cái công nghệ Azoth
thì nó là đánh oxy hơn 50 bộ, và mình bắt đầu mình suy nghĩ là khi mình già đó thì cơ thể mình chỉ xảy ra là chất độc sẽ tiếp tục trong cái tế bào mình càng ngày càng gia tăng, và cái hệ thống cơ bắp của mình càng ngày càng teo đi. Do đó hai cái này nó xảy ra song song, do đó vì cơ bắp teo và chất độc tiếp tục gia tăng cho nên cái năng lực bị giảm, thành ra cái sản phẩm ASOP phải thay đi, và cái sự qua cái sự mà tìm ra được cái cuộc chim kẻ đó của tiếng Việt á, thì cái ASOP phải thay đi nó có tác dụng đó là nó tẩy độc cho mình là một, và nó làm cho cơ bắp mình săn chắc trở lại qua cái ba cái chất combination, cái sự hòa hợp của ba cái chất dược thảo trên up to 92%, tức là 92% cái lão hóa của mình nó chậm lại như vậy. Thì cái đó là cái cô ghi nhớ thì học, tại vì lúc mà cô gặp sản phẩm này, đấy là sản phẩm đầu tiên của mình khi cô gặp sản phẩm này, Nix Skin, tại vì cô 58 tuổi đó và cơ thể cô suy nhược, thì cái đó là cái cô ghi khi cô gặp, thì cô nhớ cái này thôi. 92% thì có thể những cái gọi là cho cái bộ của mình chậm lại 92%, và được nghiên cứu bởi những cái chứng minh lâm sàng đàng hoàng của mình, thì hình hai con chuột. Thì cái này là cái mình ghi nhớ về ASOP. Dạ vâng. Hồi năm 2010 đó, lúc mà sản phẩm này ra thì em cũng có cái cơ hội để mà nghiên cứu. Em dĩ nhiên là không phải là khoa học gia, nhưng mà mình làm kinh doanh mình cũng nghiên cứu rất là kỹ. Thì có một cái tạp chí nó ra, nó nói rằng là bệnh xuất phát từ cái mitochondria, tức là cái tinh lọc thể, tại vì đó là cái bộ phận để mà sản xuất cái năng lượng cho cơ thể. Thì khi mà những cái bộ phận đó, những cái tế bào đó nó giảm năng suất thì cơ thể mình sẽ thiếu năng lượng, ví dụ như đầu óc mình thiếu năng lượng, cơ bắp mình thiếu năng lượng, tim mạch mình thiếu năng lượng, mình sinh ra bệnh. Thì một trong những cái chức năng của ASOP Vitality mà em đọc được, em học được á, thì nó nói rằng là nó cải thiện cái mitochondria, tức là nó cải thiện cái ti lọc thể, đó là cái nhà máy phát năng lượng của mình, để nó có thể phát năng lượng tốt hơn. Thành ra là khi mà họ xài ASOP Vitality vô đó, thì cái nhà máy phát năng lượng, ví dụ như là 60 mấy tuổi thì nhà máy bây giờ phát còn có 10% năng lượng à, thành ra là tháng chẳng có cái nào hết. Còn bây giờ mà khi mà nhà máy phát điện của mình bây giờ nó chạy tốt hơn, năng lượng đầy đủ, thì coi như là điện nước đầy đủ đó, thì có cái năng lượng hơn, thì tại sao có những người 60 mấy tuổi họ cảm giác như là 40 mấy tuổi, có những người 40 mấy tuổi cảm giác như 18 tuổi chẳng hạn, là một trong những cái lý do đó. Anh nghĩ là khi mà chúng ta đọc về cái chức năng của ASOP Vitality, hồi nãy bác sĩ Vũ Lê có nói rằng là về đầu óc này, trí não của mình giúp cho mình có cái tập trung. À, bác sĩ Tennis cũng có nói đúng không, có những người họ không có tập trung họ làm việc được, thì khi họ xài vô họ có sự tập trung. Có những người họ không đi lại được, tức là họ rất là mệt mỏi, thì khi họ uống cái này vào họ có thể đi lại được, tại vì cái chức năng thứ hai của nó là về cái sự stamina, tức là về cái sức khỏe. Và cái chức năng thứ ba đó, cái dù mà 60 trở thành 40 đó, là tại vì liên quan tới chức năng thứ ba, tức là về cái tình lực, tức là làm cho cơ thể của mình mạnh khỏe. Thì cơ thể mạnh khỏe thì có cái sự hưng phấn và nó nảy sinh ra những cái sự ham muốn đúng không, thì từ đó nó dẫn dắt đến cái việc thứ ba. Thì khi mà xài vô cái đó, đây là những cái mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, có những người 3-4 ngày thôi họ đã cảm nhận được rồi, tức là họ cảm thấy tinh thần minh mẫn hơn, cơ thể mình dẻo dai hơn, mình làm việc không có mệt mỏi, sáng sớm thức dậy không có uể oải, rồi gia tăng cái vấn đề kia. Và đó là ba cái mà tụi em thấy. Nhưng mà có một cái hồi nãy bác sĩ Vũ có nói sơ sơ rồi đó, là tại sao có những người khi họ xài vô rồi đó thì họ cảm thấy hết đau nhức, tức là có những người đau lưng, có những người họ làm neo lâu ngày họ đau tay, mấy cái khuỷu tay bắp tay đau hết, mà họ xài Vitality vô thì một thời gian cái nó hết, mà hết lúc nào họ không có biết luôn. Thì cái này em có thể mời các bác sĩ hoặc là chị Hana có thể nói ngắn gọn một chút cho em là tại sao chuyện đó nó có thể xảy ra. Nếu mà phân tích ra, nếu mình hiểu cơ thể mình khi mà nó viêm đó, là nó có những cái chất gì, thì trong đó nó có hai chất mà rất là quan trọng. Một cái nó kêu là eicosanoid và cái kia là nó kêu là arachidonic acid. Thì hai cái chất đó nó làm cho cơ thể mình viêm. Thế nên nó có rất là nhiều cái. Trong môi trường là một trong những cái vấn đề. Nhưng mà ngay cả cái cách ăn của người ở đâu, mình ăn rất là nhiều carbohydrate, tức là nhiều tinh bột. Thì cái tinh bột nó cũng với lại những cái loại dầu như là dầu bát, tức là vegetable oil đó, thì nó làm ra arachidonic acid rất là nhiều, tức là nó làm cho cơ thể mình bị viêm. Và khi cơ thể mình viêm, tức là cái hệ thống miễn nhiễm mình nó làm việc quá nhiều, nó phản ứng với tất cả mọi thứ, và nó làm cho bị đau nhức, rồi nó làm cho bị nhạy cảm, rồi mình bị nhảy mũi, mình bị allergy. Thì khi mà mình có thể làm bớt được cái arachidonic acid, hay là bớt được cái độ viêm trong cơ thể đó, thì tất cả những cái triệu chứng như là đau nhức, khớp xương, ngay allergy nó cũng bớt. Thì
cái những cái chất mà nó có trong mình, nhất là hồi nãy bác sĩ Sinis có nói về pomegranate, thì nó có những cái cuộc thí nghiệm hiện bây giờ ở bên Trung Đông, tức là ở Israel, tức là Israel thì nó học và nó phân tích rõ ràng là pomegranate là cái lựu đó nó ngừng được cái tiến trình của cái hóa học, nó chuyển từ arachidonic qua cyclooxygenase, tức là những cái thứ mà nó làm đầu tiên trong cơ thể. Thì đó là một trong những cái lý do mà pomegranate nó có giúp được. Và ngay cả sâm, sâm cũng có những cái chất trong đó, RB1 là cái của công ty mình dùng, thì nó cũng làm cho mình bớt cái độ viêm trong cơ thể, như là thromboxane, những cái thứ mà nó làm viêm giúp được khớp xương của mình đó. Thì cũng không có ngạc nhiên lắm khi mà họ dùng cái product này một thời gian, mặc dù công ty nó không có nói đây là một cái mà vitality nó sẽ giúp mình, nhưng mà phần đông ít những người bệnh nhân họ dùng này một thời gian sau, từ từ họ bớt viêm, bớt khớp đau khớp xương, đỡ nhức đầu và họ đỡ bị allergy. Thì thấy cái đó là cái rất là thông thường. Okay. Mời bác sĩ Tú với bác sĩ Tini. Cũng chơi cô cũng muốn chia sẻ thêm một tí và đồng ý với bác sĩ Vũ, đó là tại vì trong cái hộp lựu đó nói nó có cái chất một trong những loại chất axit mà nó chỉ có hai loại phen mà người nói như vậy, gọi là carrageenan á, thì cái chất này nó có cái benefit là giúp được cho giảm ngăn ngừa anti-inflammatory effect, tức là khi mà họ làm nghiên cứu thì có thể giảm được cái chất inflammatory markers, là viết tắt là chúng ta nói là CRP đó, với lại cái interleukin số 6. Thì nhờ như vậy mà chúng ta biết được là giúp cho nhiều người bị đau nhức, thì bất cứ khi mà mình bị đau nhức là nó viêm nó sưng đúng không? Thì vậy khi mà họ uống được Vitality xong, thì ngoại trừ những cái quyền lợi mà bác sĩ cũng có nói, tôi cũng có thấy nhiều người bớt không bị cảm cúm nha, họ không có bị đau nhức, rồi họ có thể là coi như nếu mà bị nhiễm trùng vi khuẩn hay là tiểu vi khuẩn nó cũng vẫn đỡ hơn nhiều đó. Cho nên là sâu qua là tôi biết nhiều người ít khi không đi gặp bác sĩ nữa và sẽ thấy khỏe hơn khi mà họ uống được Vitality. Awesome. Và bác sĩ Tú bổ sung thêm gì không bác sĩ Tú? Những cái điều bác sĩ Vũ và bác sĩ Denise nói thì là quá đúng rồi, quá tốt rồi. Thì mình vào chỉ về theo về cái gene thôi, thì cái gene nó đặt lại, nó đổi mới lại cái gene, cái biểu hiện gene của mình. Cho nên là khi mà mình đã thấy trẻ trung đi và cái gene nó thay đổi, vì nó đã hỗ trợ mấy cái cơ chế chống lão hóa với lại mấy cái chất chống oxy hóa, cho nên mấy cái đó nó cũng có một chút nào đó để nó giúp về những cái gì mà làm sưng, làm viêm ở trong cơ thể của mình. Ok, và có thể mời chị Hana Trần bổ sung thêm một chút nữa. Vâng, một câu thôi, tại vì các bác sĩ nói hết rồi, thì một câu đó là về bài Vitality, mình đọc vô cái lọ mình thấy ngay đó, nó có cái công dụng của nó rất là chính xác, là reset, divide, renew, tức là reset là tái thiết lập tế bào của mình, divide làm sống lại và renew làm mới lại, và do đó để như khi mà viêm sưng bị viêm thì làm đau, thì bây giờ nó reset lại tất cả những cái đó, thì cơ thể phải tốt lên thì cái đau đó nó phải giảm. Ok. Thì với cái thời gian của chúng ta ngày hôm nay đó, thì chúng ta không có thời gian thêm. Anh chỉ muốn tóm gọn thêm một chút đó, là đây là một cái dược thảo mà nó không chỉ là một cái dược thảo bình thường, các anh chị đã tìm thuốc bắc, các anh chị mua. Đây là một cái công trình nghiên cứu khoa học và sử dụng những cái công nghệ về gene. Hồi nãy giờ bác sĩ Tú có nói đó, là liên quan tới cái gen của mình và cái sự kết hợp của nó. Không phải là chúng ta cầm ba loại nó trộn lại, đâm xong rồi bỏ vô cái lọ để chúng ta uống. Đây là một cái công trình nghiên cứu và lấy ra những cái tinh chất nào liên quan và quan trọng để mà làm thành một cái dược thảo bỏ vào trong viên cho chúng ta có thể sử dụng. Và cái chức năng của nó thì các anh chị cũng đã nghe rồi, và anh chị nào chưa nghe rõ chúng ta có thể nghe lại ngày hôm nay. Đối với bản thân An thì trong vòng 7 năm đã sử dụng rất là nhiều dược thảo. Đây và vẫn là cái sản phẩm An ưa chuộng nhất. Không phải vì chuyện số 9, mình chưa có vấn đề đó, đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều cái. Thứ nhất là đối với anh là một người làm việc rất là nhiều và anh thích làm việc, thì mình cần có sự tập trung, mình cần có sự minh mẫn, mình cần có cái sức khỏe dẻo dai để mình có thể làm việc không có mệt mỏi. Và đó là cái mà nó giúp cho anh. Và đau nhất thì mình thực sự bây giờ mình chẳng thấy mình đau nhất cái gì cả. Nhưng mà anh thấy có rất là nhiều người cải thiện được sức khỏe liên quan về cái vấn đề đau nhất.
Nên là đây cũng là cái sản phẩm anh nghĩ rằng là mọi người nên sử dụng. À, mỗi người một câu cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt, các ba bác sĩ và khoa học gia Hana Trần có một câu gì chia sẻ với các anh chị trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay không? Trở lại với lại lúc đầu khi mà bác sĩ Ý Tú với bác sĩ Sunny sẽ nói đó là đây là một cái loại dược thảo chứ không phải là thuốc mà toa mình viết, mà mình phải lo về cái chuyện phản ứng phụ. Và tại vì nó là dược thảo thì nó có rất cái nó kêu là phản ứng phụ nó rất là khó hoặc là không có. Thì khi mình dùng cái đó thì lẽ nhiên là mình thử mình được sức khỏe hơn, mình được minh mẫn hơn, rồi mình được hạnh phúc hơn, thì mà mình không có phải lo lắng nhiều về cái phản ứng phụ. Thì mình nghĩ đó là một cái rất là dễ dàng để mình thử, mình sẽ coi mình sẽ có cái công dụng, mình đã xài và mình đã biết được cái lợi lợi lạc của nó. Và nhiều người bệnh nhân mình chia sẻ họ đã rất là thích cái sản phẩm này. Thì nghĩ là đó là cơ hội rất là tốt, mình có thể thử cái product này. Ok, cảm ơn bác sĩ Vũ. Và mời bác sĩ Tennis và bác sĩ Tú. Câu cuối cùng. Thật sự ra tôi cũng muốn cho quý vị được biết đó là thật sự cũng giống như anh An, tại vì cũng đã kiếm bao nhiêu công ty ở ngoài kia trong vòng mấy năm qua, nhưng mà mình chưa có hài lòng và chưa có happy lắm until mà kiếm được sản phẩm của Pharmanex, thì mình cảm thấy rất là tốt, cảm thấy có sức khỏe nhiều hơn, làm việc được nhiều hơn và không có thấy mệt. Và trong đó mình cũng còn được khen nhiều hơn là hồi xưa, bởi vì được trẻ ra. Và mình rất là vui bởi vì khi mà mình có được cái kiếm được một cái công ty mà có sản phẩm tốt như vậy, thì tôi nghĩ ở đây đây là một cái cơ hội tốt, chúng ta nên cố gắng bằng đủ mọi cách mình đi mình chia sẻ để mình giúp cho nhiều người, ngăn ngừa phòng bệnh, và nếu có bệnh rồi mình giúp cho họ để cho họ cảm thấy bớt bệnh đi và không phải uống thuốc. Nói thêm nữa là sao thì nếu mà quý vị những người nào mà lo sợ về phản ứng phụ thì cái nào cũng có một phần đó, thì nếu mà muốn thì bắt đầu cho khách hàng uống thật ra là một ngày ba lần ba viên, thì mình cho người uống một lại một viên trước đi đã, coi xem như thế nào ngày đầu tiên. Nếu mà không thay đổi áo huyết không có lên cao thì lúc đó mình bắt đầu mình cho thêm full dose và cho thêm ba viên để lại như vậy. Còn về sản phẩm thì quá tốt rồi, thì cái hy vọng là quý vị cũng để ý tới về cái sản phẩm này mà muốn cho cơ thể của mình cho nó khỏe, cho nó mạnh mẽ, là mà có thế là có khí lực trong đó và cũng có tinh lực trong đó. Ok, và khoa học gia Hana Trần có câu chốt gì chúng ta ngày hôm nay không? Thì xin lỗi các vị trên ạ, là cô đây là một cái phản ứng phụ mà cô kinh nghiệm từ chị kinh nghiệm từ khách hàng trong 4 năm nay, là cái thứ nhất là có thể nhức đơn đầu, nhưng mà những cái phản ứng này là chỉ tạm thời và sẽ hết. Thì cái thứ nhất là nhức đầu, cái thứ hai là có thể xáo trộn bao tử, và cái thứ ba là mụn ở mặt hay là cơ thể, và cái thứ bốn là ngủ nhiều. Đó là 4 phản ứng mà chị thấy kinh nghiệm từ khách hàng. Nhưng mà nên nhớ là chị là phản ứng phụ, mình muốn giảm liều lượng như hai vị bác sĩ kia nói, rồi sau đó mình tăng dần lên. Đó là cái mà chị xin chia sẻ, Ok. và đừng bỏ cuộc, tại vì đây là một cái sản phẩm mà rất là quý, những người nào mà không may mắn. Dĩ nhiên là em không phải là khoa học gia hoặc là không phải là bác sĩ, thành ra là em cái câu chốt của em thì nó khác biệt một chút. Em viết xuống đề là Aslak Vitality, bí quyết giữ hạnh phúc gia đình. Đó là bí quyết của em. Ok, ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn bác sĩ Tú, bác sĩ Tennis, bác sĩ Vũ và khoa học gia Hana Trần đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức rất là quý báu để giúp đỡ anh chị em chúng ta. Và trong thời gian tới thì em cũng mời trước là mời mời ba bác sĩ và khoa học gia Hana Trần có thể quay lại để tiếp tục chia sẻ thêm những cái thông tin đó để chúng ta có thể cải thiện về sức khỏe. Em xin cảm ơn và chúng ta gửi lời chào và hẹn gặp lại. Ok, rồi em stop streaming, stop recording.